có thể mất việc vì robot vào năm 2030. Dù tự động hóa có thể gia tăng sức mạnh cho toàn ngành công nghiệp, nó có xu hướng tạo ra bất bình đẳng lớn hơn khi người lao động tập trung tại một số ngành và quốc gia nhất định sẽ bị mất việc làm. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu Oxford Economics, robot có thể khiến 20 triệu vị trí sản xuất biến mất vào năm 2030. Những lao động dễ mất việc nhất sống tại nông thôn và nơi có nhiều khu công nghiệp. Theo Oxford Economics, Oregon là bang bị ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ, còn tại Anh có thể là Cambria. Tại nhiều nước, những khu vực như vậy thường bị bỏ lại phía sau trong khi đô thị ngày một phát triển. Các động lực này sinh ra phân cực chính trị và nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách nhằm giảm nhẹ tác động của robot hóa tại các vùng dễ bị ảnh hưởng. Báo cáo của tổ chức cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu trong thị trường lao động đang đặt ra các thách thức mới khi nhiều công việc được tự động hóa. Theo đó, hơn một nửa công nhân trong các nhà máy của Mỹ đã bị robot thay thế trong 2 thập kỷ qua, làm trong 3 lĩnh vực: vận tải, xây dựng và bảo trì, quản trị và văn phòng. Oxford Economics nhận định các thành phố như London, Tokyo, Paris và Seoul bị ảnh hưởng ít hơn. Dù vậy, một số trung tâm sản xuất truyền thống sẽ biến mất.